Con mèo. Con mèo. Alo alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Cherry đây. Các bạn có hay vào nhà thờ không? Ai mà đang xem kênh của mình á, nếu mà có theo đạo á thì comment cho mình biết nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng màu nước để vẽ nhà thờ. Mà cái nhà thờ hôm nay mình vẽ á, nó mang phong cách kiến trúc Gothic. Mà Gothic á, thì các cái chi tiết của nó chả mấy gì là hiền hết trơn á. Cho nên là mình sẽ sử dụng màu nước để mình tới công chuyện với nó luôn. Đã khá là lâu rồi mình mới sử dụng lại cái loại giấy này á. Này là loại canh song sọc, loại 250GSM. Lần gần đây nhất á, mình nhớ không lầm á, mình sử dụng nó là hồi năm nhất. Giờ mình cũng đã năm tư rồi. Năm nhất mình sử dụng nó cho đồ án vẽ chữ, hội họa. Về sau mình không học cái môn đó nữa thì mình cũng bỏ luôn. Cá nhân mình thấy á, nó khá là dở, mỏng, dễ phồng. Mình lên tầm 2-3 lớp nước á, đã có hiện tượng nhăn nheo rồi. Bạn nào mà phát thảo chì yếu, sử dụng gom nhiều á, giấy còn bị bong nữa. Mình vẽ màu nước á, mình không có dịu dàng lắm đâu. Mình lên nước rất là ồ ạt như cái nết của mình vậy đó. Bạn nào gặp ở ngoài thì biết rồi ha. Nên là mình hiếm khi xài giấy này lắm. Do hôm nay công trình khá là chi tiết, mình cần một khổ giấy lớn. Sổ vẽ bao hồng của mình á khá là nhỏ, cho nên mình thắt lưng buộc bụng chơi giấy này luôn. Các bạn nào mà biết á, giấy mà dày tầm 300GSM trở lên mà khổ lớn á, chỉ mình với nha. Tùy vào tính chất của công trình, chất liệu màu mà mình quyết định sẽ lên kim mực ngay từ đầu hay là lên màu xong hết rồi mới đồ kim mực lên. Như công trình hôm nay á, thì nó khá là nhiều chi tiết, cũng như là mình đã ước lượng trước là mình sẽ chồng rất là nhiều lớp màu. Nếu mình lên kim trước á, thì sau khi quá là nhiều lớp màu nó chồng lên á, thì cái đường nét kim mực nó sẽ bị mờ. Nên là mình sẽ lên gần như là sau cùng. Cái khúc này á, có ai để ý á, là mấy cây cột của mình á, nhìn nó rất là giống cái bông cải không? Tại vì mình đơn giản nó nhiều quá á. Công trình hôm nay là không gian bên trong của nhà thờ Canterbury, tiêu biểu cho phong cách Gothic. Lúc đầu thì mình cũng không định làm về phong cách này đâu, vì nó khá là nặng. Nhưng mà có một bạn gợi ý cho mình làm. Dù sao thì cũng có động lực, cho nên các bạn muốn mình làm về công trình nào hay là phong cách kiến trúc nào ở video sau á, thì mọi người cứ comment, mình sẽ tìm hiểu chung nè. Trước tiên á, thì mình sẽ tìm hiểu về phong cách kiến trúc Gothic. Theo như mình tìm hiểu được á, thì kiến trúc Gothic được người ta biết đến đầu tiên ở châu Âu, trong đó nhiều nhất là ở Pháp vào khoảng thế kỷ 12. Có nguồn gốc từ nửa sau thời kỳ Trung cổ Tây Âu, kiến trúc Gothic gắn liền với các công trình nhà thờ lớn, các thánh đường lộng lẫy và có mặt cả trong số các công trình dân dụng. Điều đặc biệt của kiến trúc Gothic á, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ á, là không có một công trình Gothic nào lại giống hệt nhau. Mỗi công trình sẽ mang một vẻ đẹp đặc trưng riêng, nhưng vẫn dựa trên một nền tảng Gothic thống nhất. Có một điều ít người biết đến á, Gothic trước đó đã được biết đến là tác phẩm của những kẻ mọi rợ, do đó được khởi đầu từ người Pháp. Mà thời kỳ đó, trong mắt người La Mã, những người sống tại vùng Edelbrand á, đều là những kẻ mọi rợ. Gothic cũng bị người Ý lúc bấy giờ coi như là một kết quả của sự đoạn tuyệt với những kỹ thuật xây dựng và thẩm mỹ của Hy Lạp La Mã. Tuy nhiên á, sau này các nhà khảo cổ và sử gia nghệ thuật đã chỉ ra rằng Gothic là sự phát triển nối tiếp và mở rộng của kiến trúc Roman chứ không phải là một sự đoạn tuyệt. Kiến trúc Gothic ra đời vào khoảng năm 1200 sau Công Nguyên, sau thời kỳ kiến trúc Roman và được tìm nhiều nhất ở vùng Haut-Picardy. Thời đại đó thì Gothic bắt đầu được người châu Âu sử dụng nhiều trong việc xây dựng nhà thờ và cung điện. Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai lối kiến trúc Trung cổ, trong khi kiến trúc Roma được xây dựng theo kiểu vòm cong, tròn, ít cửa sổ và kích thước cửa sổ nhỏ, thì kiến trúc Gothic lại thiên về kiểu vòm nhọn, cửa sổ được mở ra nhiều hơn với kích thước lớn hơn. Gothic đã trải qua một số thời kỳ như là Gothic sơ kỳ, Gothic cổ điển, Gothic ánh sáng, Gothic trực cháy và ở Gothic phục hưng, thì phong cách Gothic vẫn phát triển ở Pháp nhưng có sự pha trộn giữa kiến trúc Gothic và phong cách trang trí thời phục hưng, tiêu biểu là công trình kiến trúc ở nhà thờ Saint-Edmond ở Paris. Gothic hưng thịnh bắt đầu từ giữa thế kỷ 18 ở Anh và lan rộng khắp châu Âu trong suốt thế kỷ 19. Sau đó vẫn ảnh hưởng rất là mạnh trong các kiến trúc về nhà thờ và trường đại học cho đến tận thế kỷ 20. Mọi người muốn tìm hiểu thêm về phong cách kiến trúc này á, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên Wiki á.
chứ mà mình đọc thêm hồi chắc mình lẹo lưỡi luôn á. Nhà thờ chính tòa Canterbury tại Anh là một trong những công trình Kitô giáo lâu đời và nổi tiếng nhất tại Anh, và là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Có nền tảng từ năm 597, nhà thờ chính tòa được xây dựng lại hoàn toàn từ năm 1070 tới năm 1077. Phần phía đông được mở rộng đáng kể từ đầu thế kỷ 12 và xây lại theo kiến trúc Gothic sau khi xảy ra trận hỏa hoạn năm 1174, chứa được lượng lớn người hành hương tới viếng đền của Thánh Thomas Becket, vị tổng giám mục bị giết ngay tại nhà thờ vào năm 1170. Gian giữa và cánh ngang kiểu Norman được duy trì cho tới cuối thế kỷ 14, khi chúng được thay thế bằng cấu trúc như ngày nay. Mọi người biết không, lúc mình vẽ cái không gian này á, giữa chừng á, mình đã có ý định muốn bỏ ngang rồi á, tại vì nó rối quá, mình hết biết lên màu sao luôn. Mình nghĩ lại, lỡ rồi, nếu mà mình cứ vậy á, biết nào mình mới vẽ được nó. Vừa vẽ vừa tìm hiểu về công trình, mình thấy từ khi mình tạo ra cái kênh này á, mình học được khá là nhiều thứ á, từ công trình kiến trúc, phong cách xu hướng này nọ. Bởi mình muốn truyền đạt cho mọi người nghe thì trước đó mình cũng phải tìm hiểu trước rồi, nhưng mà có lẽ chưa kỹ lắm, nên có thông tin nào mà sai sót á, thì mọi người cứ thoải mái góp ý nha. Kênh của mình á, không có dạy vẽ, nên mình hiếm khi chỉ mọi người đi màu này như thế nào, vẽ ra sao, mà mình chủ yếu muốn cùng mọi người tìm hiểu về phong cách kiến trúc nổi tiếng này kia thì nó sẽ như thế nào. Tại bình thường mình cũng khá là làm biếng trong việc tìm hiểu công trình này kia. Mục đích của kênh mình á, không phải là dạy vẽ, mà là truyền đạt các cái kiến thức cũng như là chia sẻ cùng mọi người học tập. Có một tip nhỏ, khi mà mọi người đang deadline mà vẫn muốn sử dụng màu nước á, thì mọi người có thể chuẩn bị thêm một cái máy sấy tóc để mọi người có thể sấy cái chanh cho nó mau khô nước hơn, chứ không phải là sấy cái nết của mọi người đâu nha. Tranh của mình tới đây cũng đã xong rồi. Video sau mọi người muốn mình tìm hiểu về công trình nào, phong cách nào thì comment cho mình biết nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và nhấn chuông để nhận thông báo về video sau của mình nha.